Chắc quý vị mến thương có khỏe hay không? Ngày hôm nay, và chúng ta đã thấy được là cuộc chiến tranh này đã giao tranh 132 ngày chính xác của chú và anh chị em. Và chúng ta đã thấy rõ được có nhiều sự kiện đã xảy ra. Cuộc chiến tranh tàn bạo, tàn khốc, sự thiệt hại quá lớn lao cho đất nước Ukraine. Mà cuộc chiến tranh này nó có thể kéo dài nhiều tháng và có thể nhiều năm nữa nếu hai bên không đến một cái giai đoạn hồi kết và họ không tìm một biện pháp để thỏa thuận lại với nhau. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì Trung Nguyên cập nhật và chia sẻ cùng các quý vị nhiều bản tin về vấn đề ngoại giao, đặc biệt là cái sự kiện đang nổi bật nhất, đó là sự gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Và hai cái quốc gia này cũng đang bị sự đe dọa của Nga. Nga có những lời phát biểu đáng sợ và chúng ta đều biết Nga lúc nào cũng đe dọa chúng ta bằng những cái vũ khí mà sợ hãi nhất trên trái đất này. Cái nền văn minh của chúng ta đang bị đe dọa mỗi ngày. Ngày hôm nay, ông Tổng thư ký của Liên minh NATO, ông ta tên là John Stoltenberg. Ông John Stoltenberg, ông ta nói sao đây? 32, chúng ta sẽ mạnh hơn. Vì Liên minh NATO trong nhiều năm vừa qua thì chỉ có 30 thôi. Và bây giờ thì có Thụy Điển và Phần Lan đã xin đơn gia nhập. Thì ông ta nói là 32 chúng ta sẽ mạnh hơn. Đặc biệt là trong một cái bối cảnh căng thẳng cái nền an ninh cả toàn cầu hơn cả nhiều thập kỷ vừa qua. Chúng ta đang bị sự đe dọa. Với cái sức mạnh của Thụy Điển và Phần Lan, chúng ta chỉ mạnh hơn mà thôi. Tôi rất là vui khi sự đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển và Phần Lan đã có những cái kết thúc đẹp. Và họ đã ngồi lại với nhau và đồng ý cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập. Ngày hôm nay chúng ta đang kích hoạt cái sự việc này. Thì cô chú anh chị em cũng biết á, là Phần Lan và Thụy Điển là hai quốc gia kế bên đất nước mà Nguyên đang ở là Đan Mạch. Họ sống rất là ôn hòa, dân số không đông. Vì cái tình hình chiến sự ở tại Ukraine và họ nhận định rằng họ sẽ bị nguy hiểm. Nên lý do đó mà Phần Lan và Thụy Điển họ đã quyết định gia nhập Liên minh NATO. Và ngày hôm nay thì Trọng Nguyên khẳng định một câu là Phần Lan và Thụy Điển có thể là 99% đã có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh NATO. Vậy là Nga phải đối phó với một cái vùng biên giới 1.200 cây số ở tại miền Bắc, biên giới Phần Lan và Nga. Tất nhiên, có những nguồn tin họ cho rằng là trong thời gian sắp tới, khi Phần Lan trở thành một cái quốc gia chính thức gia nhập, hiện bây giờ là mới khởi động mà thôi. Nó còn qua nhiều cái quá trình để mà Phần Lan và Thụy Điển mới 100% gia nhập. Thì người ta cho rằng là trong những ngày kế tiếp, lực lượng quân sự của NATO sẽ đem đến trọng tâm ở tại biên giới của Nga, đặc biệt là có thể có cả luôn vũ khí hạt nhân hay là những vũ khí tân tiến nhất mà có thể áp đảo Nga, đe dọa đến lãnh thổ của Nga. Vì cái vấn đề mà gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển thì Nga cũng đều biết rằng là họ không cách nào ngăn cản được cả. Cả luôn ông Putin đã từng phát biểu rằng là ông ta đã vô tình thúc đẩy, ông ta đã vô tình cho NATO có cơ hội lớn mạnh hơn. Và ông ta đã đưa Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh NATO. Nhưng ông ta cũng không phản đối. Vì ông ta cho rằng là hai cái quốc gia này nó không có tranh chấp với Nga về vấn đề đất đai và lãnh thổ. Nên đối với ông ta cũng không có phản đối. Đó là một cái hành vi nhượng bộ. Nhưng Nga vẫn đe dọa. Ngày hôm nay quốc hội của Nga vừa họp xong. Họ công bố sau đây. Nếu sau này Phần Lan gia nhập thành Liên minh NATO mà Hoa Kỳ điều động vũ khí hạt nhân ở tại nơi căn cứ gần biên giới của họ, mục tiêu của họ sẽ tấn công vào Phần Lan. Cô chú và anh chị em, đây là những cái lời đe dọa. Họ hăm dọa trước, họ không muốn vũ khí của Hoa Kỳ hiện diện ở tại vùng đất Phần Lan. Nếu vũ khí của Hoa Kỳ hiện diện thì họ sẽ đe dọa tấn công. Cô chú và anh chị em, các bạn mến thương, không biết các quý vị nào ở Phần Lan có sợ hay không? Các quý vị nghe Nga đe dọa tấn công, tim của các quý vị có bị rung hay không? Chứ thực tế của chú anh chị em, ngày nào Nguyên cũng nghe những lời đe dọa này của họ cả. Ngày nào Nguyên cũng nghe cái lời đe dọa của họ hết, chứ không phải là ngày nào Nguyên cũng không nghe. Và chúng ta đều thấy rõ được là Nga ngày hôm nay đang đi ở trong cái trạng thái, nếu chúng ta nhìn về cái bản đồ
thì cái sự ảnh hưởng của Nga ở vùng châu Âu càng ngày càng hẹp đi và sự yếu thế của Nga càng ngày càng rõ nét. Bây giờ thì hình như kẻ địch của Nga nó bao vây đất nước Nga, đặc biệt là vùng miền châu Âu. Cô chú và anh chị em, đây là cái bản tin nho nhỏ mà chúng ta bị Nga đe dọa mỗi ngày. Đây không phải là lần đầu tiên họ đe dọa bắn tới Mỹ, Florida, California, New York. Họ đe dọa bắn tới London, bắn tới Pháp, bắn tới Đức, vân vân. Cái này là nó không phải là một ngày một bữa rồi. Đây là hiện bây giờ họ nhắm vào Phần Lan và họ sợ hãi Phần Lan sẽ trở thành một cái quốc gia có những vũ khí hàng nặng và sát biên giới của họ. Nên họ đe dọa tinh thần trước mà thôi. Ngoài ra thì cái vấn đề mà cô chú anh chị em cũng biết, ngày hôm nay á thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine, ông Duba, ông ta mới chia sẻ như thế này. Theo cái nhìn của tôi về cái nền kinh tế của Nga, nền kinh tế của Nga đang trọng tâm về cái vấn đề vận chuyển, đặc biệt là đường thủy. Nên chúng ta hãy tấn công vào lãnh vực, trừng phạt lãnh vực này. Chúng ta sẽ hạn chế cái bước đi của Nga về vấn đề buôn bán. Tôi tin chắc nền kinh tế của Nga sẽ suy yếu. Chúng ta sẽ không để cho Nga vẫn còn có tiền để mà chiến tranh. Cái ý kiến này thì khá là hay đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine. Và cái ý kiến này Nguyên tin rằng mấy ngày nữa thì sẽ có nhiều quốc gia sẽ áp dụng. Ngày hôm nay có những là có rất là nhiều những ý kiến tuyệt vời trên cả tuyệt vời, đặc biệt đã đến từ quốc gia của Anh Quốc. Bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh Quốc, bà ta nói một câu rất là đơn giản. Bà ta nói rằng Nga phải trả giá cho những hành vi xâm phạm của mình và đang tiêu hủy những thành phố ở tại đất nước Ukraine. Bà ta cho rằng là hiện bây giờ đất nước Anh Quốc của chúng tôi đang giữ trong tay tất cả tiền phạt về những cái gì mà đang đóng băng tài sản của Nga nói chung. Chúng tôi đang đóng băng gần hơn 300 tỷ. Gần 300 tỷ. Và chúng tôi có thể dùng cái số tiền này để giúp đỡ cho những người đã bị thiệt hại, những người đã mất nhà, mất xe, mất ruộng, mất tất cả bởi vì cuộc chiến tranh. Chúng tôi sẽ có dùng cái số tiền đó mà đang đóng băng. Chúng tôi có thể lấy nó để mà giúp đỡ cho những người dân ở tại Ukraine. Những sự mất mát đó do chính bom đạn của Nga đã tạo thành. Nên Nga phải bồi thường sự mất mát này. Và đất nước Anh Quốc tại châu Âu là cái quốc gia hiện bây giờ đóng băng nhiều nhất, cái số tài sản nhiều nhất. Mà chưa đâu, họ nói là chúng tôi còn sẽ đóng tiếp tục nữa. Chúng tôi còn sẽ làm nhiều hơn nữa. Và bà ta đang đe dọa rằng sẽ dùng tiền của Nga để giúp đỡ người dân Ukraine. Tất nhiên, đây là lời phát biểu của bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng không có nghĩa là sẽ tác động lực liền. Đây không phải là một cái ý kiến của bà ta. Ý kiến này đến từ nhiều người khác rồi. Từ Joe Biden cũng có. Cô chú anh chị em. Từ ông Boris Johnson cũng có. Và nhiều người khác đã từng có cái ý kiến chung là dùng tài sản của Nga để giúp đỡ Ukraine. Vì chỉ có như thế thì Nga mới biết rằng là họ đánh càng nhiều chừng nào thì họ sẽ hao mòn và mất mát nhiều chừng ấy. Và Nga càng tấn công chừng nào thì tài sản của họ bị đóng băng trên thế giới sẽ bị đưa lại cho Ukraine. Và hiện bây giờ vẫn còn là một sự tranh cãi chưa có thống nhất về đất nước văn minh, tư bản, tự do. Chúng ta có cái luật lệ và luật pháp. Và luật pháp hiện bây giờ chưa cho phép. Nhưng hiện bây giờ vẫn là nằm ở trong tranh cãi. Nguyên mong rằng là cái luật này thông qua được. Vì cái số tài sản chỉ nói là tiền mặt của chính phủ Nga thôi là 300 tỷ. Tiền mặt của chính phủ Nga bị nhà băng thế giới đang đóng băng là 300 tỷ. Cô chú và anh chị em. Rồi những tài sản nhà cửa, xe hơi, đất đai, tiệm búa vân vân. Con số còn lại cũng khoảng tương tự như vậy, từ 300 đến 600 tỷ trở lên. Và cái số tiền đó nếu có thể giúp đỡ Ukraine thì là một chuyện tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Nguyên mong là những cái đạo luật này trong những ngày kế tiếp nó sẽ biến thành sự thật. Hiện bây giờ chỉ là những cái lời nói mà thôi. Ngoài ra thì ông Boris Johnson ngày hôm nay ông ta phải nói chuyện trước Quốc hội. Boris Johnson là thủ tướng của Anh Quốc, để ông ta nói lại cho Quốc hội biết cái buổi họp vừa qua của G7 và NATO của chú anh chị em, cái kết quả nó như thế nào.
Ông Boris Johnson, ông ta nói những lời sau đây. Chúng ta phải giúp đỡ Ukraine đến chiến thắng. Những cái buổi họp vừa qua nó chứng thực chúng ta là không thể nào chúng ta buông bỏ Ukraine được. Và chúng ta không thể nào để nào cho Putin đạt được bất cứ mục tiêu nào cả ở tại đất nước Ukraine. Hiện bây giờ Ukraine vô cùng khó khăn. Chúng ta phải kích hoạt hệ thống và giúp đỡ Ukraine nhiều hơn, đặc biệt là vấn đề vũ khí. Chúng ta phải làm mau. Và Liên minh NATO đã quyết định cái điều này. Chúng ta sẽ giúp đỡ Ukraine đến khi nào họ không cần thiết nữa mà thôi. Và tại sao tôi khẳng định chắc như vậy, chúng ta không thể buông bỏ được. Ông Boris Johnson, ông ta nói rằng, nếu chúng ta buông bỏ Ukraine, thì những cái quốc gia cường mạnh, họ có quyền làm, họ có quyền xâm lược, cũng giống như nguyên cường tâm tịnh, họ có quyền xâm lược, thì thế giới này sẽ loạn hết. Và những cái quốc gia cường mạnh thì có quyền làm hết tất cả, thì thế giới này nó không còn trật tự và không còn một cái nơi nào trở thành là hòa bình nữa hết. Nên đó là một cái lý do mà chúng ta không thể nào để cho Nga thực thi được cái điều này. Và cái lời nói của ông Boris Johnson, Nguyên vô cùng đồng ý và Nguyên cũng cùng có một cái quan điểm đó. Cũng bởi vì cái quan điểm đó nên người ta mới quay lưng lại với Nga. Các quý vị cứ hình dung đi, nếu Nga thực thi được, có nghĩa là dùng sức mạnh, khí tài quân sự của mình, một cái quốc gia cường mạnh, chúng ta xâm lược những quốc gia nhỏ yếu, thì Nga làm được, đô hộ nước người ta được, thì tại sao Tàu Cộng không làm được? Vì tại sao Hoa Kỳ không làm được? Tại sao Pháp không làm được? Những cái quốc gia cường mạnh kia họ sẽ làm gì? Họ sẽ đoàn kết lại với nhau và họ tạo ra một cái khối xâm lược. Thì cái thế giới này nó có phải loạn hay không? Vì chúng ta đã văn minh. Chúng ta không phải sống trong cái thời mà năm 1500 mấy, cái thời mà Pháp đô hộ Việt Nam. Có người chúng ta bắt đầu biết tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia. Chúng ta biết tôn trọng quyền lợi của mọi người. Nhưng chúng ta đã thấy cái hành động của Nga quá tàn bạo. Và sự cuộc chiến tranh vừa qua không thể chấp nhận được. Và nếu để cho Nga thực thi được, thì thế giới này nó sẽ loạn mất. Nên là các quý vị cũng không ngạc nhiên là trong thời gian vừa qua, những quốc gia thân thiện với Nga cũng quay lưng lại với Nga. Vì họ sợ, họ sợ. Nên cái lời phát biểu của ông Boris Johnson đối với Nguyên á, đó là chi lý. Và ông ta đang đi đúng hướng, không thể để cho Nga thành công được. Đó là cái vấn đề phát biểu của ông Boris Johnson của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì phía bên Hoa Kỳ cũng phát biểu. Sau cái vấn đề mà Ukraine bị thất thủ ở thành phố Lichen, mà các quý vị đều biết, và quân đội Ukraine phải rút binh ra khỏi, thì phía bên Hoa Kỳ họ cũng họp báo. Thì nhiều báo chí phỏng vấn và hỏi phía bên đại diện của ngũ giác đài rằng là chúng ta có cần nên kêu Ukraine và Nga ngồi lại đàm phán hay không? Vì cuộc chiến tranh giao cho nó đã quá lâu. Sự mất mát của hai bên nó đã quá nhiều. Cô chú anh chị em, sự mất mát của hai bên nó đã quá nhiều. Chúng ta có cần nên đàm phán hay không? Phía bên Hoa Kỳ trả lời, không, đây không phải là giai đoạn. Đây không phải là thời điểm tốt. Thứ nhất là phía bên Ukraine và Nga chưa có tìm được cái cách ngồi lại với nhau được. Đó là một việc. Việc thứ hai, chúng tôi không muốn Ukraine đàm phán bây giờ với cái sự là không có lợi thế. Chúng tôi sẽ muốn cho Ukraine đàm phán khi họ có lợi thế trên chiến trường. Họ đang nắm chủ động. Còn bây giờ, Nga đang nắm chủ động. Chúng tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn Ukraine phải nhường đất để đổi lấy hòa bình. Chúng tôi sẽ nâng đỡ Ukraine đến khi nào Ukraine ở trên một cái vị thế đàm phán tốt hơn. Và Ukraine, chính Ukraine là người quyết định họ có muốn đàm phán hay không. Đó là chuyện của họ. Chúng ta không thể tác động lại được. Vậy là đến ngày hôm nay, phía bên Hoa Kỳ, Anh Quốc, họ đã nhận định một điều, không có đàm phán, mà chỉ có đàm phán khi Ukraine chiến thắng mà thôi. Các quý vị, khi Ukraine chiến thắng mà thôi. Thì cái điều này nó cũng rất là dễ hiểu. Rất là dễ hiểu, bây giờ muốn dễ hiểu đơn giản lắm, chúng ta có 6.000 người hiện bây giờ đang xem trực tiếp. Cho Nguyên hỏi các quý vị, nếu chúng ta là người dân Ukraine, chúng ta là người dân Ukraine, và hiện bây giờ cái Putin ông ta kêu rằng ông ta có thể ngừng chiến tranh bây giờ luôn, không bắn nữa. Với có một cái điều kiện. Thứ nhất
là cái đảo Crimea không được quyền lấy lại, vùng Donbass phải độc lập, và Ukraine không bao giờ có quyền gia nhập bất cứ một cái tổ chức nào, phải ở trạng thái trung lập. Vậy các quý vị là người dân Ukraine, với những sự tàn bạo đe dọa, hù dọa bơm đạn bắn vào các quý vị có đồng ý hay không? Các quý vị thử đi, các quý vị trả lời cho mình, các quý vị có đồng ý cái lời mà ông Putin ổng muốn hòa bình, có một người có. Các quý vị thấy không? 99% trong diễn đàn sẽ nói là không. Thì đó là cái lòng dân. Ở những cái quốc gia tự do dân chủ, dân là người quyết định định mệnh của đất nước, chứ không phải là chính phủ. Và người dân họ không đồng ý cái điều đó. Họ không đồng ý cái điều đó. Vì dân tộc chúng ta đã thấy rồi, bằng cúi đầu nhường đất để đổi lấy hòa bình sẽ không đạt được lâu bền. Vì người ta làm được một lần, người ta sẽ làm được tiếp tục. Điển hình năm 2014, lấy đảo Crimea rồi, Nga có thỏa mãn đâu. Bây giờ Nga muốn lấy Kherson. Bây giờ có thể thỏa thuận lại ở tại Donbass, nhường cho Nga. Ai bảo đảm được 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm Nga không xâm lược Ukraine nữa. Nên là Nguyên nói chỉ cần làm cái khảo sát nhỏ trong diễn đàn của Nguyên thôi, chúng ta cũng nhìn thấy rõ được là người dân họ sẽ không đồng ý. Đó là cái sự việc mà cái sự đàm phán mà Hoa Kỳ cũng muốn Ukraine đàm phán với vị thế tốt hơn. Tất nhiên có nhiều của chú anh chị em sẽ nói là Ukraine có thể thắng Nga được hay không, cái điều này không ai biết trước được. Nhưng có một cái điều mà Nguyên chắc là sự kiên trì, sự hy sinh của Ukraine nó sẽ dài, nó bền, nó vững hơn của Nga. Nền kinh tế của Ukraine bị tiêu hủy dưới bom đạn, nhưng nó được sự viện trợ của thế giới và nó có thể kéo dài và duy trì nhiều hơn Nga. Và cái người mà thiệt hại, cả hai bên đều thiệt hại cả, và Nga sẽ trả giá rất là đắt sau cuộc chiến tranh này. Dù họ có chiếm lãnh được bao nhiêu thành phố đi nữa thì các quý vị sẽ nhìn thấy rõ được trong những năm kế tiếp nền kinh tế của Nga nó sẽ chao đảo như thế nào và vị thế của Nga trên thế giới nó sẽ khác biệt cả sao. Đó là những cái bản tin ngoại giao. Bây giờ cho Nguyên bước vào những bản tin về chiến sự để đưa cho những bản tin chiến sự cho các quý vị thấy. Khi Nga đã chiếm lãnh được vùng Luhansk sau thành phố Lichen là thành phố cuối cùng bị thất thủ, thì Nga đã chúc mừng. Putin đã ban cho nhiều huy chương những binh sĩ khen thưởng. Ngoài ra Putin còn cho những binh sĩ ở vùng Luhansk tạm ngừng chiến để nghỉ ngơi. Vì cuộc chiến tranh chiếm được thành phố Severodonetsk rồi Lichen vừa qua, nó làm tổn thất và thiệt hại khá lớn và cần phải dưỡng binh. Nên ông Putin đã ban lệnh quân đội ở tại Lichen được tạm ngừng không tấn công. Nhưng miền Nam và miền Đông vẫn tiếp tục cuộc chiến giao tranh với Ukraine. Và lý do đơn giản là cái sự mất mát quá lớn trong cuộc chiến tranh vừa qua. Nga có lấy được hai thành phố, mình phải thừa nhận điều đó, không ai chối cãi được. Cái sự quả lực của Nga, máy bay của Nga, quả tiễn của Nga nó nhiều hơn Ukraine gấp trăm lần. Và số lượng binh sĩ của Nga cũng nhiều hơn. Và sự cầm cự của Ukraine trong những ngày vừa qua, Ukraine không cầm cự giống như xưa nữa, có nghĩa là không đánh liều mạng, cũng giống như ở tại thành phố Mariupol, mà binh sĩ thà chết kéo dài tới mấy tháng. Bây giờ Ukraine phải giữ lực lượng quân sự của mình. Cái nơi nào không phải là trọng yếu mà chúng ta cảm giác là cầm cự ở đó sẽ mất mát nhiều hơn. Khi binh sĩ ngày nào cũng có cả trăm binh sĩ, 200 binh sĩ tử vong, mà binh sĩ chúng ta ít hơn của Nga rất là nhiều. Nên là ông thống đốc Haidai, ông ta đánh một cái chiến lược là cứ đánh lùi, đánh lùi, đánh không lại, chúng ta lùi vị trí khác, làm cho kẻ địch tổn thương và tổn thương. Và Nga thì dồn tất cả lực lượng của mình đánh vào một nơi, sức mạnh đông, mà kêu là lấy thịt đè người, cô chú và anh chị em. Và cái biện pháp này nó đạt được hữu hiệu hơn cho những cái biện pháp từ khởi đầu khi họ tấn công vào nhiều thành phố lớn. Bây giờ họ đi vào chậm, chắc, nhưng đỡ tổn thương, đỡ mất mát nhiều. Nhưng một cái giai đoạn nào đó, họ sẽ bị mệt mỏi, vũ khí họ cũng hao mòn, binh sĩ của họ càng cuộc chiến tranh càng kéo dài, thì lý trí binh sĩ của Nga cũng càng tổn thương nhiều. Còn người Ukraine
binh sĩ của Ukraine sẽ càng căm phẫn hơn và chết để bảo vệ đất nước. Và các quý vị sẽ thấy rõ được không bao lâu nữa sự phản công của Ukraine mạnh rõ hơn. Ngoài ra thì ông Putin đã có làm một việc nữa, đó là mới vừa bổ nhiệm thống đốc ở vùng Kherson là một người trong tình báo FSB của chú anh chị em, là một cái tình báo trở thành thống đốc ở vùng Kherson. Vì ông ta muốn biến cái vùng Kherson trở thành đất nước Nga trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin khá là chấn động. Mà cũng bởi vì cái bản tin này thì Tổng thống Zelensky tối ngày hôm qua đã họp khẩn cấp. Và ông ta kêu rằng là chúng ta phải bắt đầu kích hoạt cái sự tấn công phản công mạnh mẽ hơn và phải lấy lại Kherson sớm nhất. Nguyên không biết chừng nào có là sớm nhất, mà Nguyên tin rằng vào giữa tháng 7, có nghĩa là còn có khoảng, chúng ta là ngày 5 Tây rồi, có nghĩa là 10 ngày nữa, 10 ngày nữa. Thì các quý vị sẽ thấy rõ được cái sự phản công của Ukraine ở vùng Kherson như thế nào. Hiện bây giờ trong mấy ngày gần đây thì ở vùng miền Nam, Metropole Kherson, thì Ukraine đã lấn sân và lấy rất là nhiều đất đai lại. Nhưng cái khổ là cái Kherson nó lớn khủng khiếp. Và cuộc chiến tranh ở tại Kherson nó không hề dễ. Nó không hề dễ các quý vị. Vì ở tại Kherson, đồng bắc nó là đồng bằng. Nó không có cây cỏ nhiều, nó không có đồi núi để núp. Nên là khi lúc mà quân đội Ukraine muốn lấy lại, nó cũng khó. Ngày xưa Nga là lấy được bằng đường thủy. Và bây giờ muốn lấy lại thì Ukraine phải chuẩn bị tốt hơn. Phải được sự viện trợ pháo đài của Hoa Kỳ nhiều hơn. Và được sự tiếp tế cả luôn lương thực, thiết bị y tế tốt hơn để phản công hữu hiệu hơn. Chúng ta phản công mà chúng ta phải đánh cho nó hữu hiệu. Chứ phản công mà bắn không trúng mà lại thiệt hại nữa thì phản công không được. Nên là hiện bây giờ đang tập lại tất cả lực lượng quân sự. Và trong một hay hai ngày nữa thì sự phản công nó sẽ rõ nét hơn, mà Nguyên chia sẻ với các quý vị. Sự giao tranh nó vẫn tiếp tục. Sự thành công của Ukraine ngày hôm nay có 3 thành công lớn. Thành công thứ nhất, đó là tiêu hủy được 3 kho đạn của Nga. Một cái là ở vùng Donetsk, mà nguyên ban đêm đó cái kho đạn của Nga nó cháy rực trời và nó nổ không ngừng. Vì bắn vào kho đạn thì kho đạn nó sẽ nổ. Nó nổ bùm 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 ban đêm giống như ban ngày. Ở vùng Kherson, 2 kho đạn của Nga đã bị tiêu hủy. Ngoài ra ở tại Mitropol thì phía bên Ukraine đã tiêu hủy một cái cầu tiếp diện và hàng loạt xe bọc thép và xe tăng. Đây là 3 sự hữu hiệu của Ukraine với pháo đài của Hoa Kỳ viện trợ mà họ đã tiêu hủy được với những loại đạn thông minh mà Hoa Kỳ viện trợ. Họ đã đạt được cái mục tiêu này của ngày hôm nay. Còn nói về Nga thì Nga cũng công bố tương tự như vậy, với con số lượng và tiêu hủy binh sĩ thì lặp đi lặp lại nó tương tự lẫn nhau. Cuộc chiến tranh ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn với cái góc độ tổng quát thì Nga đã chiếm lãnh được 20%. Vùng Donbass Nga vẫn chiếm ưu thế với những cái khí tài quân sự áp đảo và mạnh mẽ hơn. Ở vùng miền Nam thì Nga đang phòng thủ một cách cũng khá là chặt chẽ. Nhưng Nga đã thất bại, các quý vị phải nhớ là Nga đã thất bại ở đảo Gắn. Và cái lá cờ Ukraine nó đã cắm trên vùng đất của đảo Gắn, đã quay trở lại. Nó đây là cái báo hiệu cho chúng ta biết Nga sẽ thất bại nhiều hơn nữa trong những ngày kế tiếp. Tin tưởng Nguyên đi. Tức nữa, cuộc chiến tranh này nó có thể giao tranh đến cả năm. Cả năm. Chứ nó không phải là cả tháng. Nó là cả năm. Nhưng quan trọng không phải là người ta lấy thành phố này hay lấy thành phố kia. Nó quan trọng là ai kiên trì cuối cùng. Trong cuộc chiến, có chuột thắng có thua, tấn có lùi. Và chiến lược là như vậy. Và cuối cùng ai là người kiên trì cuối cùng để chiến thắng. Và các quý vị cũng biết, cái điều mà Nguyên rất là phục cái người lãnh đạo Ukraine, mà không phải chỉ Tổng thống Zelensky không, hàng loạt những nhà lãnh đạo giống như là Thủ tướng nè, Phó Thủ tướng nè, trong một khi đất nước của họ đang giao tranh khốc liệt, nền kinh tế của họ đang bị chao đảo và họ phải hàng trăm hàng triệu việc lo, nhưng bom đạn vẫn tiếp tục nổ vào trên những người quê nhà của họ đó. Rồi những thành phố vẫn bị đe dọa. Nhưng họ vẫn tiếp tục có những cái tư tưởng xây dựng lại đất nước. Và
công bố chính thức của ngày hôm nay, con số tiền mà họ cần xây dựng lại đất nước 750 tỷ đô la. Và Thụy Sĩ là cái quốc gia sẽ cam kết với 15 quốc gia sẵn sàng ký bảo đảm cho họ. 15 quốc gia. Và cái số tiền này để họ xây dựng lại hoàn toàn đất nước sau cái đống đổ nát của bom đạn của Nga. Và họ cam kết rằng chúng tôi sẽ xây dựng tốt và đẹp hơn nữa. Và 15 quốc gia sẽ bảo đảm cho họ. Đây là cái bản tin cực kỳ gây sốc cho họ. Và trong chắc trong đó là các quý vị sẽ biết ai là có Hoa Kỳ, có Anh Quốc, có Pháp, có Đức. Sẽ giúp đỡ họ xây dựng đất nước trở lại. 750 tỷ. Vậy cho Nguyên hỏi các quý vị rằng là mấy nhà chính trị gia Đức, Pháp, Mỹ, Úc họ ngu sao? Mấy nhà đầu tư trên thế giới, mấy ông tỷ phú này, ông tỷ phú kia, ổng ngu chăng? Sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra cả 700 tỷ để giúp đỡ Ukraine nếu Ukraine thua chiến tranh chăng? Các cô chú và anh chị em, nếu họ các quý vị nghĩ rằng là họ những cái người đó sẽ đứng bảo đảm để cho Ukraine mượn cái số tiền này để xây dựng lại đất nước. Ukraine mượn, những cái người đó ngu à? Những cái người đó giục tiền qua cửa sổ chăng? Không, họ nhìn xa lắm. Nga có thể lấy được ưu thế trong cái giai đoạn này, nhưng trong thời gian sắp tới thì sao? Vũ khí của Nga cũng cạn kiệt. Nga muốn sản xuất vũ khí, Nga cũng cần cái nguồn cung cấp. Hiện bây giờ những nhân liệu cao cấp hay những công nghệ cao cấp đã không sản xuất đến nước Nga. Một giai đoạn nào đó Nga sẽ hao mòn vũ khí và thiệt hại. Cuộc chiến tranh càng kéo dài thì lực lượng quân sự của Nga càng yếu đi. Và đó là cái mục tiêu của NATO. NATO sẽ biến đất nước Nga là một cái quốc gia hiện bây giờ đang ở trong cái vị thế hàng đầu của thế giới về quân sự. Mà sẽ vị thế của Nga sẽ không còn nữa. Vì cuộc chiến tranh nó sẽ giao tranh tiếp tục. Anh muốn đánh chứ gì? Tôi sẽ đánh với anh bằng không trực tiếp, gián tiếp. Tôi sẽ lợi dụng đất nước Ukraine để làm hao mòn sức lực của anh. Mà chúng ta đều thấy rõ. Hiện bây giờ, Nguyên không biết lấy đâu mà tự hào. Nga thắng Ukraine cái chỗ nào tự hào? Các quý vị chỉ Nguyên coi. Một cái quốc gia dân số cũng ít hơn anh. Vũ khí cũng ít hơn anh. Cái gì cũng ít hơn anh cả. Giống như là Việt Nam đánh với Tàu vậy đó. Anh đánh 5 tháng rồi mà anh không làm được gì người ta cả. 5 tháng rồi. Vào tháng thứ 5 rồi, anh lấy được vài thành phố của người ta đó. Anh lấy nó cho là tự hào. Bao nhiêu binh sĩ của anh đã mất, bao nhiêu vũ khí tiền bạc anh đã mất, bao nhiêu xối hạm anh đã chìm, bao nhiêu khu trục hạm của anh đã tiêu đời. Và Ukraine người ta vẫn ở đó đó. Người ta vẫn ban giao với thế giới. Tên tuổi của người ta lúc nào nó cũng khắp nơi trên thế giới cả. Cái hiện diện của hình ống của Tổng thống Zelensky chỗ nào cũng có. Anh lấy được vài tỉnh thành đó, anh giữ chân được bao lâu? Anh cầm cự được bao lâu? Xin lỗi, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, người Việt Nam chúng ta còn đánh Tàu lui lại được mà. 100 năm sự cai trị của Pháp, chúng ta còn đánh Pháp lui lại được mà. Anh giữ được bao lâu? Thì cái điều này, những cái người mà đầu tư đó, họ nhìn xa các quý vị, họ biết rằng là cái cuộc chiến tranh này nó có thể kéo dài. Bao lâu thì không biết. Mà ngày hôm nay có một cái ông này khá vui. Ông ta là đạo diễn phim, là người Ukraine. Và ông ta bắt buộc phải đi lính vì trong cái bối cảnh đất nước chiến tranh. Thì ông ta đánh giá rằng cuộc chiến tranh này Ukraine lấy lại toàn vẹn lãnh thổ mất ít nhất từ 2 đến 3 năm. Thì cái điều này Nguyên không biết rõ là từ 2 đến 3 năm hay không thì Nguyên không biết. Nhưng bữa nay bây giờ tới giờ này thì vài bản tin vui vui chút xíu đi. Bản tin vui vui mà gây sốc mà hiện giờ Việt Nam là Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đến Việt Nam. Ông Sedulakov đến Việt Nam. À, cô chú và anh chị em, trong một cái bối cảnh đất nước Nga đang giao tranh căng thẳng và kịch liệt thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đến Việt Nam để làm gì? Cô chú và anh chị em, đơn giản thôi là đang giỡn. Đó là hiện bây giờ đòi tiền. Exactly. Ê, đòi tiền. Tao đang cần tiền tụi bay. Bây giờ Việt Nam tụi bay cỡ này chơi kỳ quá.
cỡ này Việt Nam bắt cá nhiều tai quá. Bắt cá nhiều tai quá. Cô chú và anh chị em, tụi bay không mua vũ khí của tao năm nay. Năm nay Việt Nam không có mua vũ khí. Không có mua vũ khí. Theo nguồn tin của Việt Nam công bố, đó là do ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam mời. Thực tế của chú anh chị em, bây giờ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga chẳng đi đâu được cả. Chỉ có đi những cái quốc gia mà thân thiện ban giao mà thôi. Và đặc biệt bây giờ Nga đang cần tiền. Cái gì Nga cũng cần cả. Tiền, các quý vị ạ, tiền. Mà cái số tiền đó thì chính phủ Việt Nam đã chuẩn bị rồi. Cái số tiền mà phải gửi lại cho Nga đó là chính phủ mấy bác đã chuẩn bị xong rồi. Qua với vấn đề tập đoàn Tân Hoàng Minh, rồi cô Hằng, rồi FMLC, rồi vấn đề của Việt Á thì gom qua gom lại chắc là Nguyên nghĩ cũng đủ giao cho Nga cái đợt đầu. Vì Nga đang phá sản rồi. Về cái mặt quốc tế nước ngoài, Nga đã phá sản. Có nghĩa là Nga không còn có thể tiếp tế làm ăn với thế giới nữa. Vì anh đã phá sản, ai làm ăn với anh nữa. Và bây giờ đang quay về Việt Nam. Đó, ông ta sẽ dự ngày hôm nay với ngày mai ở 2 ngày ở tại Việt Nam. À, cô chú và anh chị em, lạ ha, lạ chứ. Gặp Nguyên là có nhiều chuyện lạ lắm. Đất nước thì đang chiến tranh, dân thì đang đói. Bỗng nhiên đến Việt Nam trong cái giai đoạn này. Cũng có thể dám lắm, nhờ lính đánh thuê của Việt Nam lắm. Có nhiều bò đỏ dám gia nhập vào quân đội của Nga lắm để đánh chiến tranh ở tại Ukraine lắm. Có lắm cô chú anh chị em, có lắm. Hiện bây giờ binh sĩ của Nga không thích đi lính. Gần đây nhất thì Ukraine đã chia sẻ một đoạn audio. Binh sĩ của Nga đã bắt cóc tướng lãnh của mình. Vì tướng lãnh của mình muốn bỏ chạy mà để binh sĩ lại chịu trận. Các quý vị à, có nghĩa là trong cái cuộc chiến tranh nó kéo quá dài và sự mất mát binh sĩ nó quá nhiều. Ngày nào binh sĩ cũng chết hết. Và bây giờ người dân Nga không ai muốn đi chiến tranh ở tại Ukraine hết. Không ai muốn chiến. Thứ nhất là không có chính nghĩa. Họ biết chứ, họ đâu có ngu. Không có chính nghĩa là một cái điều họ không thích. Đặc biệt là cái quốc gia láng giềng mà họ yêu mến nữa. Họ không thích. Họ không muốn có sự giao tranh. Nên lý do đó mà các quý vị thấy là ông ta dùng cái lực lượng gì? Syria, Chechnya là hai cái lực lượng mà không cùng sát tập để đối phó ở tại Ukraine. Và bây giờ binh sĩ của Nga họ không cũng chiến tranh vì họ bị bắt buộc mà thôi. Và bây giờ tự ông đến Việt Nam, trời ơi, chuyện khá là lạ kỳ. Và cái bản tin mà tại ông đến Việt Nam, Nguyên nghĩ nó cũng đang gây sốc động, đang gây sốc ở tại Việt Nam chúng ta. Vì hiện bây giờ lập trường chính trị của Việt Nam nó có hai phe. Một phe là đứng về phía bên quyền lợi của những quốc gia nhỏ bé, bảo vệ Ukraine. Còn một phe là bưng bô Nga, của chú anh chị em, bưng bô Nga. Các quý vị cũng biết rồi đó. Nên là hiện bây giờ thì tại Việt Nam nó cũng còn phân vân lắm. Nguyên nói phe là phe những nhà đảng phái chính trị thôi. Còn người dân Việt Nam chúng ta thì phần lớn, Nguyên nghĩ là ai cũng ủng hộ cái phe yếu cả. Ai cũng thấy rõ được cái sự tàn bạo của Nga đã gieo lên cho Ukraine hết. Và phần lớn người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng đứng về phía yếu để bảo vệ. Nên là cái điều này các cô chú và anh chị em ở trong một cái giai đoạn khá là kịch liệt. Ngoài ra thì cái vấn đề khác nó có xảy ra, đó là cái vị thế của Nga càng ngày càng yếu đi trên cái mặt trận của thế giới. Bây giờ người ta muốn mở rộng lên cái vấn đề của cố vấn an ninh ở trên Liên Hiệp Quốc. Và người ta đang muốn đưa Nhật Bản và Ấn Độ vào. Thì ông Nga, ông không đồng ý. Ông không đồng ý. Ông nói không, nếu mà để Ấn Độ, xin lỗi, để mà Đức và Nhật Bản vào thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông muốn những cái quốc gia khác, thí dụ là Ấn Độ hay là Brazil nhiều hơn, hay những quốc gia Á Châu khác. Thực tế thì ngày hôm nay thì Nga đang đi vào một cái giai đoạn bế tắc trọn vẹn về vấn đề kinh tế và ngoại giao. Hiện bây giờ Nga phải dựa dẫm vào những cái quốc gia Á Châu hay là Châu Phi mà thôi. Ngoài ra thì Nga không còn ban giao với bất cứ một cái quốc gia nào cả. Bây giờ chúng Nguyên hỏi với các quý vị. Nga bây giờ làm ăn chỉ có Châu Phi và vài quốc gia Á Châu. Thì theo các quý vị là Nga có thể phát triển được sao? Nga có thể vượt bậc cái nền kinh tế, đời sống của Nga sẽ lên, đi lên sao? Đặc biệt là trong một cái giai đoạn mà thế giới đang chao đảo, cái nền kinh tế đang tụt dốc. Trong những ngày kế tiếp,
Nga còn đi thậm tệ hơn nữa. Còn thậm tệ hơn nữa. Bây giờ những cái quốc gia mà đang ủng hộ Ukraine, họ ủng hộ càng ngày càng nhiều hơn nữa. Điển hình đi nha. Trước khi mà Ukraine nhận được những pháo đài, thì ngày xưa Nga nói cái gì? Ngày xưa Nga nói mà tụi bay mà diện pháo đài là tao bắn tấn công vào tụi bay, hăm dọa đủ thứ hết. Nhưng cuối cùng bây giờ Ukraine nhận hết tất cả pháo đài rồi đó, những cái pháo đài mà Hoa Kỳ viện trợ đó, rồi Nga có dám làm gì? Không. Trước khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh NATO thì cũng bị đe dọa, rồi cuối cùng họ cũng gia nhập. Đúng không? Có nghĩa là gì? Từng bước một, NATO từng bước một, họ phớt lờ tất cả những gì Nga đe dọa và họ tiếp tục viện trợ và viện trợ. Khi đến vào giữa tháng 7 là những vũ khí khí tài quân sự của ba quốc gia cường mạnh viện trợ Mỹ, Pháp và Anh Quốc sẽ đến chỗ vào 15 tây tháng 7, có thể là sớm hơn mấy ngày. Và có hơn 10.000 tân binh đào tạo ở ngoài nước cùng về một lúc, hơn 10.000. Hiện bây giờ cái khổ trong cuộc chiến tranh nó kéo quá dài, có nhiều binh sĩ của Ukraine đã bị thương hay là thiệt mạng. Những cái binh sĩ mà biết sử dụng vũ khí của NATO bị thương khá nhiều. Còn một nhóm thì không biết sử dụng, nên là có viện trợ vũ khí mà không có được cái sự đào tạo thì cũng vô tác dụng. Và đặc biệt là những cái binh sĩ mà được sự đào tạo với vũ khí của châu Âu, phần lớn hiện bây giờ đang trọng tâm vào những cái thành phố lớn để bảo vệ. Ai biết được Nga không tấn công toàn vẹn lãnh thổ, nên là họ còn bị kẹt những thành phố lớn, ví dụ là Kharkiv, thủ đô, và những thành phòng ở miền này miền kia. Và theo một nguồn tin chính thức cho biết là trong những ngày kế tiếp thì cái số lượng binh sĩ được sự huấn luyện ở nước ngoài nó về, thì với cái khí tài quân sự sẽ phản công một cách cực kỳ là mạnh mẽ. Ngoài ra, những quốc gia viện trợ càng ngày càng nhiều. Canada cam kết viện trợ nhiều hơn, Đức cam kết viện trợ nhiều hơn, Na Uy viện trợ nhiều hơn, cả Đan Mạch cũng viện trợ nhiều hơn, cả Úc Châu cũng viện trợ nhiều hơn. Hàng loạt quốc gia trên thế giới. Các quý vị suy nghĩ đi, một cái quốc gia Nga thôi, kinh phí đối đầu được với Hoa Kỳ, với Pháp, với Đức, với Mỹ, với Nhật Bản, với Úc Châu không? Với Canada không? Cái nền kinh tế của Nga không phải là nền kinh tế hàng đầu của thế giới. Và bây giờ chúng ta không phải nói là suối khí tài dân sự, mà chúng ta nói tiền bạc. Vì đánh chiến tranh phải tốn tiền. Ukraine hết tiền thì được thế giới bơm vào. Thiếu tiền, thiếu lương thực thì người ta gửi vào. Thiếu vũ khí người ta gửi. Còn Nga, Nga thì được sự viện trợ của Việt Nam. Thì các quý vị cứ nghĩ đi, ông Nga ông chịu đựng được bao lâu? Ông Nga ông chịu đựng được bao lâu? Không cần nói gì bắn qua bắn lại, mình nói là chiến tranh phải có tiền. Mà khi lúc đó châu Âu nó đâu có mất mát gì đâu. Châu Âu có mất mát gì? Châu Âu chỉ có tốn tiền với tốn vũ khí thôi. Cái điều đó không phải là cái vấn đề lớn cho họ. Không phải vấn đề lớn của họ. Đánh càng dài thì các quý vị nghĩ có ai sẽ là người thua đây? Đánh càng dài ai sẽ là thua? Nên lý do đó mà gần đây thì rõ ràng là ông Putin, ông ta đang thúc đẩy Belarus tham chiến với mình. Ông ta đang ép bức Belarus tham chiến vì Putin biết rằng đánh càng lâu thì đất nước Nga chịu không nổi về vấn đề kinh phí. Không cách nào chịu nổi về vấn đề kinh phí cả. Nên là ông ta đang thúc đẩy cuộc chiến tranh này kết thúc, hay là Ukraine phải đàm phán. Nhưng mà Ukraine mãi mãi không đàm phán bây giờ. Và Ukraine đều biết chuyện đó. Chỉ cần kéo dài thời gian, đánh càng dài thì Nga phải thua mà thôi. Và cái điều đó họ đang làm. Họ đang làm. Và hiện bây giờ thì các quý vị cũng đã thấy được là sau cái buổi họp ở tại Tây Ban Nha, thủ đô Madrid, thì NATO họ đã cam kết một cái câu rất là mạnh rồi. Giúp đỡ Ukraine đến khi nào Ukraine không cần thiết nữa. Không buông bỏ Ukraine, và đó là cái nhất trí của họ rồi. Thì cứ bây giờ Nga có lấn sân thành phố này, chuẩn bị qua tấn công vào những cái thành phố giống như là Kramatorsk, Lichen, đó. Kramatorsk là cái thành phố mà Nga sắp sửa trong những ngày kế tiếp trọng tâm mà tấn công để lấy cho bằng được. Thì các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là những cái gì Nga đang làm, và Nga nghĩ rằng là Nga sẽ lấy lại ưu thế trong cuộc chiến. Không. Vì cuộc chiến tranh này nó không còn là một cuộc chiến tranh một tuần, một tháng nữa, mà tính từng năm rồi.
Chúng ta tháng thứ 5 rồi mà không thấy cái gì mà nó thay đổi gì cả. Nó vẫn y như cũ và nó sẽ tiếp tục diễn ra mà thôi. Vậy là Nga có bao nhiêu tiền để kéo dài cuộc chiến tranh này? Khi lúc đó Hoa Kỳ, Pháp, Mỹ, Anh Quốc, Úc Châu, bây giờ cả thế giới, và nói là cả thế giới phần lớn, những quốc gia tư bản có tiền đều đứng về phía Ukraine hết. Nên là các cô chú anh chị em cũng không nên quá buồn khi các quý vị nhận những bản tin là Nga lấy được thành phố này, Nga lấy cái kia, Nga tấn công cái này cái kia. Chuyện đó trong cuộc chiến tranh nó tất nhiên nó sẽ xảy ra. Nhưng mà Nga cầm cự được bao lâu với cái khả năng kinh tế của mình? Nga cầm cự được bao lâu với những cái sự việc trừng phạt không ngừng của Liên minh NATO và những vũ khí tân tiến của thế giới viện trợ? Các quý vị, và đây là cái sự thất bại mà không phải mình Ân Nguyên nói đâu. Biết bao nhiêu nhà tỷ phú của Nga đã nói một câu: đây là sai lầm lớn nhất của ông Putin trong lịch sử. Sự tấn công vào Ukraine là cái sự sai lầm lớn nhất. Vì sự mất mát này, nó sẽ làm cho đất nước Nga ngóc đầu lên không nổi. Và Nga phải lùi từ 15 đến 25 năm so với những quốc gia khác. Vì thực tế Putin không cần thiết phải đánh chiến tranh. Các quý vị biết mà, trong cái giai đoạn trước là giữa Mỹ và Tàu đang kịch liệt với nhau, đang đấu đá lẫn nhau và có thể dẫn đến cuộc xung đột ở tại Đài Loan. Và không biết lý do nào mà ông Putin lại, ông ta lại tiên phong tấn công vào Ukraine để cho cái mũi dùi của thế giới nhắm vào Nga. Chứ thực tế ngày xưa đâu có ai nhắm vào Nga. Và bây giờ ông ta phải chịu đòn thay thế cho đất nước Tàu. Đó là sự suy nghĩ nhất thời dại dột và sự quyết định sai lầm. Và bây giờ cái vị thế của Nga nó không còn là một cái vị thế đàn anh cũng giống như trong những cái năm vừa qua nữa. Các quý vị sẽ thấy rõ được những lệnh trừng phạt sắp tới đây. Nó sẽ đi sâu vào những cái năng lượng, dầu hỏa, khí ga v.v. và v.v. của Nga càng ngày càng bế tắc. Nên là cái điều đó là chúng ta nói là khôn cả đời mà dạy một lần. Bây giờ thì ông Putin phải năn nỉ ông Tập Cận Bình. Ngày hôm qua thì điện thoại ông Tập Cận Bình, muốn gặp mặt ông Tập Cận Bình, ông Tập Cận Bình từ chối. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phải đến Việt Nam. Ngày mai còn phải đi đến Cuba, ngày mốt phải đi tới chỗ này chỗ kia. Và phải lại, một là đòi tiền, hai là mượn tiền. Và cái vị thế của mình càng ngày càng bế tắc. Và cái điều đó nói chúng ta thấy rõ được, con người đừng có quá tham. Cô chú và anh chị em, nếu các quý vị mở bản đồ Nga thì các quý vị đã thấy rõ được đất nước Nga nó lớn cỡ nào rồi. Nó lớn khủng khiếp. Nó là lớn nhất trên thế giới rồi. Nó đã lớn nhất trên thế giới rồi. Nhưng bởi vì cái tham vọng nó quá lớn. Nó đã lớn rồi. Ông trời đã cho cái vùng đất nó đã quá lớn rồi. Nhưng vẫn chưa hài lòng. Còn muốn lớn hơn nữa. Vì cái giá của Nga đang trả là gì đó. Mà đất nước Nga cũng giống như nhiều quốc gia khác là một cái quốc gia có nhiều sắc tộc. Mà không có nghĩa là sắc tộc nào cũng đoàn kết đâu. Điển hình ngày xưa là Chechen là đánh chiến tranh với Nga mà. Và một ngày nào đó đất nước Nga suy yếu cái nền kinh tế, đất nước Nga nó có thể chia năm xẻ bảy, các như vậy à, sẽ tan cả. Chuyện này không ai biết trước được. Và chúng ta thấy rõ được cái vị thế và cuộc chiến tranh là đi đến một cái giai đoạn mà các cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là NATO họ không thể từ bỏ Ukraine được nữa. Bây giờ NATO không thể buông bỏ Ukraine nữa. Và Nga phải đối phó với nền kinh tế của NATO, với cái kinh tế của mình đang eo hẹp. Nói tới kinh tế thì chúng ta dễ hiểu hơn là khí tài quân sự. Bên nào có tiền nhiều? Giữa Mỹ và Nga. Đơn giản là vậy. Huống chi Mỹ có thêm liên minh tới 32 quốc gia bây giờ, cộng thêm những quốc gia không phải giống như là Úc Châu cũng đứng về phía của Ukraine. Nhiều quốc gia khác trên thế giới, Nhật Bản cũng đứng về phía của Ukraine, Nam Hàn cũng đứng về phía của Ukraine, thì Nga tiền bạc ở đâu mà để đối phó với những quốc gia cường mạnh này? Tất nhiên các quý vị sẽ nói rằng là Nga có vũ khí hạt nhân. Nhưng mà nước nào cũng có vũ khí hạt nhân phần lớn hết. Những cái quốc gia mà thắng đệ nhị thế chiến, Pháp có, Anh Quốc có, Italy có, Mỹ có, Canada có. Cô chú và anh chị em, nếu mà vũ khí hạt nhân thì nước nào cũng có ít hay nhiều. Mà không quan trọng nhiều đâu, chỉ cần một trái là đủ rồi. Một trái là quan trọng là bắn trúng. Chứ một trái là đủ rồi, không cần phải nhiều đâu. Có nhiều người nghĩ là Nga có nhiều lắm. Đúng, Nga có thể xếp hàng đầu trên thế giới. Nhưng thực tế không cần nhiều. Cần một trái là đủ.
bắn vào cái nơi mà sản xuất nhà máy, hay là nhà máy hạt nhân, hay là cái kho đạn hạt nhân, một trái là đủ, đủ tiêu hủy trái đất này rồi, không cần nhiều lắm. Nên thực tế cái số lượng nó không phải là quan trọng, quan trọng là bắn có trúng hay không. Quan trọng là bắn có trúng hay không, chứ nhiều thì nước nào cũng có, cô chú anh chị em. Có bạn nói quên là Italy và Canada có vũ khí, họ có quyền, còn họ có sở hữu hay không, họ có quyền. Những cái quốc gia thắng và đệ nhị chiến tranh đều có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân. Những cái quốc gia thua cuộc đệ nhị thế chiến không có quyền điều đó. Các cô chú và anh chị em, các vị mến thương của Nguyên cũng đã thấy rõ được Việt Nam có vũ khí hạt nhân, đâu có ai biết. Bây giờ đến Việt Nam mà có mua của Tàu nó vận chuyển qua cũng đâu ai biết. Những cái gì người ta báo cáo với các quý vị với trên những trang quốc phòng, đó là mặt bề ngoài. Những cái vũ khí chúng ta báo cáo, thí dụ Tàu cộng nó báo cáo rất là ít. Với cái số lượng vũ khí hạt nhân, ai bảo đảm trong 10 năm vượt qua Tàu cộng không âm thầm nghiên cứu vũ khí hạt nhân, làm sao ai biết được. Cái gì chúng ta nói phải nói thực tế là như vậy. Chúng ta nhìn theo những cái tài liệu bề ngoài mà chúng ta phân tích và chúng ta nói, thì thực tế là các quý vị không hiểu rõ được quốc phòng là gì. Nếu quốc phòng mà cái gì cũng minh bạch quá thì đâu còn phải là quốc phòng nữa. Nếu quốc phòng cái gì nó cũng đưa trên giấy trắng mặt đen 100% hết thì tất nhiên rồi, nó không phải là quốc phòng nữa rồi. Đặc biệt là những cái quốc gia độc tài thì còn che giấu nhiều hơn nữa. Còn Việt Nam thì theo cái tình hình bây giờ, nếu mà nói Việt Nam một chút xíu, thì đất nước Việt Nam chúng ta theo bây giờ thì không có vũ khí hạt nhân, đó là chắc theo cái tình hình như vậy. Nhưng ai biết được mấy ông Tàu làm cái gì ở tại Việt Nam chúng ta, khi các quý vị cho người ta ba cái đặc khu, các quý vị biết cái Tàu cộng làm gì nữa chẳng, có ai biết được không? Các quý vị có đi phóng sự nào Việt Nam lợi mấy cái đặc khu quay hay không? Các quý vị có làm được cái gì không? Làm ai biết được? Chẳng có ai biết được. Nó là cái vấn đề mà nếu mà chúng ta bàn thảo bữa nào nó có vấn đề này á, thì bữa nào Nguyên sẽ nói phân tích cho các quý vị hiểu rõ được. Khi chúng ta có cái đặc khu là chúng ta không giờ biết tụi Tàu làm gì bệnh hết, vì nó có quyền đi qua đi lại không cần xin visa, nó vận chuyển cái gì chúng ta chẳng biết hết gì hết, nó làm cái gì ở đó, nó mở cái nhà máy khoa học hay là nó nghiên cứu sinh học chúng ta cũng chẳng biết. Nhưng mà không phải là cái đề tài của ngày hôm nay. Cái đề tài của hôm nay chúng ta nói rằng chúng ta để hiểu rõ được là cái cuộc chiến tranh này, với những sự có thể nói là hiện bây giờ Nga đang chiếm ưu thế ở vùng Donbass, và Nga cho rằng những cái kế hoạch của mình đang dần dần đạt được, và Nga cho rằng là biện pháp của mình sẽ đúng, thì các quý vị cứ coi đi, ai sẽ là người chịu đựng lâu bền nhất trong cuộc chiến tranh này, người đó sẽ là người chiến thắng. Còn có một cái quý vị nào đó với một cái câu nói rất là quen thuộc là: Nguyên ơi, xạo quá Nguyên ơi, cảm ơn vị nhiều. Cảm ơn các quý vị nhiều. Lúc nào vào diễn đàn của Nguyên cũng đúng giờ, đúng ngày, và lúc nào cũng xạo quá Nguyên ơi. Và cô chú anh chị em, ngày mai, ngày mốt thì các quý vị sẽ chuẩn bị tâm lý coi cái kịch bản mà Ukraine phản công như thế nào. Và khi vũ khí của Hoa Kỳ đến thì Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị liền. Hiện bây giờ chưa công bố cái ngày chính thức là vũ khí NATO, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đến giai đoạn nào. Nguyên có thể nhắc cho các quý vị dài cho các quý vị nhớ. Thứ nhất là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm pháo đài cho Ukraine. Thứ hai sẽ gửi phòng thủ hàng không NASAM cho Ukraine. Và Hoa Kỳ viện trợ một số máy bay không người lái. Đó là những cái gì Hoa Kỳ viện trợ. Anh Quốc viện trợ tương tự như vậy, hệ thống phòng thủ của Anh Quốc. Còn riêng biệt về Pháp thì viện trợ thêm 6 pháo đài của César và một số lượng xe bọc thép. Đó là 3 cái trọng yếu. Còn Đức thì sẽ viện trợ xe tăng. Chừng nào nó đến chính thức thì Nguyên sẽ chia sẻ cùng mọi người. Và chúng Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Và chúng Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe. Bye bye các quý vị. Có còn là của chúng tôi không? Sao chúng tôi bị cưỡng chế trong những con hẻm nhỏ, công an qua đâu?
dân vệ khóa đuôi. Băng rôn người ta đã cướp, rút túi dương cao trước ngực, tờ giấy học sinh bé nhỏ viết tên hoàng gia trường xa trên đó, mà phải giấu nhẹm như giấu điều tủi nhục. Tổ quốc người có còn là của chúng tôi không? Khi dầu mỏ và than đen, khi vàng rừng và bạc bề chảy vào túi ai, để lại chúng tôi những khoản nợ nước ngoài, để lại chúng tôi cầu sập ngư dân bị giết, để lại chúng tôi lũ lụt núi lở đá đè. Tổ quốc người có còn là của chúng tôi không? Tổ quốc ơi, chúng tôi không thể mất người, dù công an đánh đuổi, dù chính quyền phản bội, dù báo chí phù loạn. Tổ quốc người có còn là của chúng tôi không? Tổ quốc ơi, ai là người chịu nhục? Có còn là của chúng tôi không? Tổ quốc ơi, chúng tôi không thể mất người, dù công an đánh đuổi, dù chính quyền phản bội, dù báo chí phù loạn. Tổ quốc người có còn là của chúng tôi không? Giọt nước mắt chúng tôi nhọn cắn như biển lửa, tiếng gào thét chúng tôi tung lên như chai pha. Tổ quốc ơi, chúng tôi chết cho người, không chờ ai cấp phép. Tổ quốc ơi, mãi mãi người là của chúng tôi. Tổ quốc ơi, mãi mãi là của chúng tôi. Tổ quốc ơi, ai là người chịu nhục?